con kính lễ thượng tọa minh hạnh đại đức pháp trang đại đức tuệ nhẫn cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 314. Á cá tăng lúc cá tăng xây vô phát cha ta phá tí lúc cá tăng, cá tăng chá suối cá tăng xây vô dân cá to na nú pháp phá tí. Á cá tăng lúc cá tăng xây vô phát cha ta phá tí lúc cá tăng, cá tăng chá suối cá tăng xây vô dân cá to na nú pháp phá tí. A cá tăng đúc cá tăng xây vô pháp cha tá phá tí đúc cá tăng, cá tăng chá xuống cá tăng xây vô dân cá tòa na nú táp phá tí. A cá tăng đúc cá tăng xây vô pháp cha tá phá tí đúc cá tăng chá xuống cá tăng xây vô dân cá tòa na nú pháp ba tí. Ác hạnh không nên làm xong chịu khổ lụy, thiện hạnh ác nên làm xong không ăn năn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Không nên làm xấu hay hơn, dầu là ác nhỏ khổ buồn về sau. Hãy nên làm tốt làm mau, điều lành mai hậu chẳng cầu cũng vui. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và tấm dân đã ôn bài xong, muốn mời bàn tay của Sít Nhật Quỳnh, Sít Ái Minh, Sít Xuân Mai và kính mời quý vị nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức pháp trang đại đức tuệ nhẫn. Quý cô tu nữ kính chào quý anh chị, cảm ơn quý chị đã cho biết rõ tín hiệu. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 314. A ca tăng đúc ca tăng xây dù bát cha ta pa ti đúc ca tăng chát su ca tăng xây dù dân ca toa na nú tắp ba tí. A ca tăng đúc ca tăng xây dù bát cha ta pa ti đúc ca tăng chát su ca tăng xây dù dân ca toa na nú tắp ba tí. A ca tăng đúc ca tăng xây dù ba cha ta ba ti du ca tăng, ca tăng cha su ca tăng say vô dạng ca toa na nu tắp ba ti. Ác hạnh không nên làm xong chịu khổ lụy, thiện hạnh ác nên làm xong không ăn năn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. A ca tăng du ca tăng say vô ba cha ta ba ti du ca tăng, ca tăng cha su ca tăng xây vô dàn ca toa na nu tập ba tỳ. A ca tăng đúc ca tăng xây vô ba cha ta pa thi đúc ca tăng, ca tăng cha su ca tăng xây vô dàn ca toa na nu tập ba tỳ. Không nên làm xấu hay hơn, dầu là ác nhỏ khổ buồn về sau. Hãy nên làm tốt làm mau, điều lành mai hậu chẳng cầu cũng vui. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính dân đức lại đạo tràng. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô An Minh. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Sích Trần Đào, Sích Trần Đông, cô ấy Minh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nguyên Tịnh ơi, có trả bài không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, đang đi ngoài đường rồi, tự nhiên đi. Dạ,
Sức Sương Mai có trả bài không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ? Nhật Quỳnh kính mời Sức Sương Mai và kính mời đạo tràng, còn vị nào chưa trả bài thì kính mời bằng tay ạ. Và trong khi chờ đợi, con xin được trả bài trước ạ. Dạ, cảm ơn Quỳnh cho bài học. Akatang dukatang sayo baccha tabatti dukatang katang chasukatang sayo yang katana nutabatti. Ác hạnh không nên làm xong chịu khổ lị, thiện hạnh ác làm xong không ăn năn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. A ca tăng đúc ca tăng say dơ ba cha ta ba tỳ đúc ca tăng cha su ca tăng say dơ dặn ca ta na nụ tập ba tỳ. A ca tăng đúc ca tăng say dơ ba cha ta ba tỳ đúc ca tăng cà tăng cha su cà tăng say vô nhân cách to na nụ tập ba tì. Không nên làm xấu hay hơn, dẫu là ác nhỏ khổ buồn về sau, hãy quên, hãy nên làm tốt làm mau, điều lành may hậu chẳng cầu cũng vui. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thủ bằng tay Sức Sương Mai và kính mời. Dạ, Sương Mai xin lỗi nha. Nãy giờ ở ngoài giờ sân người ta cắt cỏ ồn quá, vừa mới hết thì Sương Mai lên đó nha. Kính cảm ơn quý vị. Con xin kính con kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính chào chư quý Tôn Đức Tăng, con kính chào chư quý cư sĩ tu nữ. Chào chư quý cận sự, con xin đọc pháp cú 314. Akatang dukatang sayo baccha tapati dukatang kantan cha kan ka tan cha sukatang sayo yang katwa nanutapati. Akatang dukatang sayo baccha tapati dukatang katan cha các tàn chá suốt các tàn xây vô dân các tòa nút ná nút tập bát tí cả tăng đúc cả tăng xây vô ba cha tập ba tỳ đúc các tăng cả tăng cha su cả tăng xây vô dân các tòa ná nút tập bát tí cà a cà tăng lúc cà tăng say yo bát cha tập ba thì đúc cà tăng cà tăng cha đúc cú su cà tăng say yo dặn cà toa na nụ tập ba ti. Ác hạnh không nên làm xong chịu khổ lụy, thiện hạnh ắt nên làm xong không ăn năn. Và bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Không nên làm xấu hay hơn, dầu là ác nhỏ khổ buồn về sau, hãy nên làm tốt làm mau, điều lành may hậu chẳng cầu chẳng cũng vui. Và bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính mời cô niệm từ. Dạ, kính mời. Cảm ơn Sư Thích Cha Sương Mai. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đầu tràng. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ, con kính lễ với bà, với cô tu nữ. Dạ, con kính chào đầu tràng. Dạ, con kính cảm ơn đầu tràng cho mình tự biết âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn Huynh Quách Thanh Á đã đưa bài lên. Dạ, Niệm Từ xin đọc bài câu pháp cú số 314. Dạ. Akatang dukkatang sayo baccha tapati dukkatang
ca tăng chá su ca tăng si vô dần cắt tòa ra na tắp bát tí a ca tăng đúc ca tăng si vô bát cha ta bát tí đúc ca tăng ca tăng chá su ca tăng si vô dần cắt tòa na ma tắp bát tí na dần cắt tòa na nu tắp bát tí Akatang dukatang seyo baca tabati dukatang katang jasuk katang seyo yang katona nu tabati ác hạnh không nên làm xong chịu khổ lụy thiện hạnh ác nên làm xong không ăn năn đó là bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Akatang dukatang seyo baca cha ta bát ti ca tăng cha su ca tăng si yo dần cách tòa na nu tập bát ti không nên làm xấu hay hơn dẫu ác nhỏ khổ bu luôn về sau hãy nên làm tốt làm mau điều lành mai hậu chẳng cầu cũng vui. Dạ con xin kệ câu pháp cú 344. A ca tăng đúng ca tăng si yo bát cha ta ba thì đúng ca tăng cha su ca tăng si yo yang căn tua na nu tập ba thì Aka tăng đúng ca tăng si yo bát cha ta pa ti đúng ca tăng cha su ca tăng si yo dẫn cách tua na nu tập ba ti. Dạ, từ đã đọc và kể xong. Dạ. Cảm ơn đạo tràng nhiều. Nên từ xin dân mít lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, xà thủ lành thai. Kính cảm ơn xích niệm từ. Dạ, cảm ơn xích Trần Đông cho Nhật Minh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn xích Trần Đạo. Nam mô Bụt Tha giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Minh kính chào đạo tràng. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài pháp cú kinh sở 314. Nhật Quỳnh kính cảm ơn xích Trần Đông, xích Trần Đào, Vinh Quá Thanh Ná, Cẩm Vân, cô ấy Minh, xích Sương Mai và Niệm Từ đã hoan hỷ lên ôn bài. Và bây giờ cũng đã đến giờ chúng con học bài mới là câu pháp cú kinh sở 315. Và cảm ơn Châu Khoan. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đón tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Minh Bạch Thanh Á cho bài học. Nam mô Bích Hà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc dạ ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy trinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn
Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không hòn, ai những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng dương sự và ý nghĩa câu pháp của kinh 35. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sư, có nghe được âm thanh con, cho con một tín hiệu, con kính dâng bích đến sư ạ. Hôm nay trời hơi mưa quá, biết quý vị có nghe được rõ không ạ? Dạ, ở đâu quý vị nghe rõ hả? Dạ. Trước khi vào bài pháp thì chúng con luôn luôn nói về đầu đề để cho chúng ta giác ngộ pháp trong đời sống hàng ngày. Hàng ngày chỉ có cái thấy xuất hiện, rồi đối tượng thị giác, cái nghe xuất hiện và âm thanh, màu, mùi, vị, cứng mềm, nóng lạnh và những cái tâm thức đó. Chúng ta không cần đợi ngày mai. Ngày mai nếu có sanh khởi thì cũng chỉ những cái này sanh khởi thôi. Và quá khứ cũng chỉ cái này sanh khởi và đã diệt đi theo duyên của nó rồi. Không còn gì nữa cả. Chúng ta không cần phải tìm pháp ở đâu. Chúng ta không cần phải ngồi thiền. Mà quan trọng nhất, chúng ta có hiểu về khoảnh khắc này hay không? Pháp đang hiện khởi ở đây. Nếu như chúng ta như lý tác ý thì chúng ta sẽ hiểu rõ được lý vô ngã, là không có ai can thiệp vào được các pháp, mà các pháp chỉ sanh khởi theo duyên của chúng và rồi diệt đi. Khi nào cái nghe về chánh pháp đủ thì pháp hành sẽ hiện khởi. Pháp hành là sự xuyên thấu vào bản chất khi chúng có mặt ở ngay đây với duyên của chúng. Pháp hành chính là sở hữu trí tuệ, chánh tri kiến về cái thấy. Khi nào chúng ta hiểu được rõ về cái thấy và đối vị giác, và chúng ta biết đối tượng thị giác, nếu nó chỉ có một đối tượng thị giác thì chúng ta sẽ không có tham, không có sân, không có si, không có trí tuệ. Vì đối tượng thị giác chúng có vô lượng vô biên, nhưng mà cái nghiệp mà nó tạo ra con mắt thì nó chỉ có một con mắt thôi. Nên nhưng mà con mắt này nó là một cái biển rất là sâu và vô lượng sắc màu in vào. Nó đều không biết buồn, không biết vui và nó chứa đựng hết. Bất cứ khi nào đối tượng thị giác in vào thì cái thấy sẽ sanh khởi bởi duyên của chúng, và cái thấy không chọn được đối tượng thị giác và đối tượng thị giác cũng không chọn được cái thấy. Nên là do vậy có vô lượng cái thấy, vì có vô lượng màu sắc sanh khởi và hoại diệt trong đời sống hàng ngày. Và các pháp chỉ như vậy thôi, không có con người, không có đàn bà, không có đàn ông, không có cái gì thêm nữa cả. Cái thấy chỉ đơn giản thấy đối tượng thị giác, cái nghe chỉ nghe âm thanh, cái ngửi chỉ ngửi mùi, cái nếm chỉ nếm vị, và suy nghĩ thì chúng suy nghĩ về những thứ này. Chúng ta hãy lắng nghe dự pháp một cách chân chánh để thấy dược lý tứ thánh đế ở ngay trên các căn môn của mình, chúng đang diễn ra trong đời sống hàng ngày. Nghe đủ khéo như lý tác ý, hãy về với khoảnh khắc này. Nếu các bạn bỏ chúng thì các bạn sẽ bỏ Phật, bỏ pháp và bỏ các bậc thánh nhân và bỏ qua trí tuệ. Điều đó mà sớm muộn gì thì các bạn cũng phải quay về đó. Nếu các bạn không quay về đó được thì các bạn có học hết tam tạng kinh điển thì các bạn cũng chỉ chìm xuống cái biển sanh tử luân hồi mà thôi. Hãy luôn luôn nhớ về điều đó. Bây giờ thì con xin đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavantang aphivademi Sokhato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangha Namasami. Con xin nghiêm tình
thân hậu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo, đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ơn đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Chỉ với những ai có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành đúng theo diệu pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ơn đức tăng bảo. Tăng bảo là tử đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của vần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Với những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến tăng bảo, người ấy sẽ gặt hái được vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu các ba la mật, thành tựu chi kiến giải thoát, chấm dứt sự khổ sanh tử luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ơn đức tam bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc thủ ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư già xoa, nông vương, càng thác bà, xuất sinh, ngạ quỷ, phi nhân, A-tu-la, diêm chúa, và kính chi phước lành đầy đến tất cả các đạo hữu Phật tử ở gần ở xa. Xin quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Nam mô Bụt Tha nhé. Dạ, hôm nay thì chúng con chia sẻ câu pháp cú 315. Và con xin đọc một lần ạ. Ná ra răng giáp tha cách chân tăng bút tăng xâm tác ra bà hí răng ê văn vô kê ác tạ năng khá nô vô ma ú bách chắc ra khá na ti ta hí sô chân tích ní ra danh hí sáp mắc tí ta. Và được ngài dịch văn xuôi là giống như thành phố có vùng ven được canh phòng trong ngoài, ngươi hãy giữ gìn bản thân tương tự như thế, chớ để giây phút nào của ngươi trôi qua, bởi vì những kẻ để thời gian trôi qua bị rơi vào địa ngục, chúng sẽ than vãn. Đó là nguyên về văn xuôi của Bali và những cái từ vựng được trích nghĩa như sau. Cái từ Nagarang, chúng ta biết Nagarang tức là Nagara, ở đây chia theo chủ cách. Nó là một cái danh từ trung tâm chỉ cho những cái thành phố. Mắt của chúng ta cũng là những cái thành phố, tai là những cái thành phố, lưỡi là những cái thành phố, mũi là những cái thành phố, thân là những cái thành phố. Bách chân tăng, cái từ tiếp theo là cái từ giá tha thì chúng ta biết ra giống như ha. Cái từ bách chân tăng là bách chân tá đó. Đó là một cái tính từ trung tâm và đi theo chủ cách là chỉ cho cái vùng ven, vùng lân của thành phố, vùng ven. Tiếp đầu ngữ là pháp tí, là về hay hướng về. Còn cái từ an tá là một cái danh từ trung tâm, là điểm cuối. Điểm cuối. Thì cái từ bát chân tăng này nó mới được hai cái từ này ghép lại. Ở đây dịch theo cái nghĩa là vùng ven. Và tiếp theo nữa, cái từ Bali tiếp là cái từ gút tăng. Cái căn của nó là căn gút cộng với tá. Đúng là gút tá tí đó. Nhưng mà ở đây nó chia theo quá khứ phân từ, nên từ đó thành gút tăng. À, chia theo quá khứ phân từ, nó là một cái động từ gút tá tí thì gắt tá tí thì nó gút tá tí thì nó chia theo quá khứ phân từ thì nó được
được gọi là gút tăng. Nó là danh từ trung tấn và chia theo chủ cách là đã được bảo vệ, đã được bảo vệ, bảo vệ. Bảo vệ ở đây có nghĩa là thu thúc à, bằng cái chánh niệm hiểu biết. Tiếp theo là cái từ Santara Bahiram. Santara Bahiram. Và chúng ta biết là Santara Bahiram nó là một cái nhóm từ hay là một cái hợp từ, hay là một cái liên từ, một cái hợp từ. Nó gồm có ba từ, là tiếp đầu ngữ của nó là Sa cộng với Antara cộng với Bahira. Antara thì chúng ta biết nè, chỉ cho cái từ xá hay là xá há đó thì có nghĩa là với, với. Còn cái từ Antara là một cái tính từ chỉ cho ở bên trong, còn Bahira là ở bên ngoài. Antara là bên trong và Bahira là chỉ cho bên ngoài. Hai cái tính từ, tức là trong ngoài. Đây nghĩa là trong ngoài đều phòng hộ đó ha. Từ Ewan thì chúng ta biết rồi, Ewan là như vậy, nó là một cái trạng từ Gopetha. Gopetha, từ Gopetha là căn của nó là căn gút, nó là từ đây chia theo tha động từ và số nhiều là các người lên phòng hộ, các người lên phòng hộ. Cái nghĩa của nó là các ngươi lên phòng hộ hay các người lên phòng hộ. Cái từ Attanang, Attanang, Atta nó là một cái danh từ lam tánh. Ở đây chia theo đối cách là bản thân, nhưng mà thực tế bản thân ở đây chính là các căn môn á, các cái căn môn, tức là sáu cái cửa giác quan này này đó, sáu cửa giác quan. Và chúng ta thấy thế giới của vô minh khủng khiếp chưa. Hằng ngày chỉ có những cái sắc thân hương vị xúc thôi mà nó trở thành đàn bà đàn ông, nó trở thành những bãi chiến trường, nó trở thành những nơi chợ hội họp, nó trở thành những cái hội chúng này hội chúng khác, tất cả nó chỉ là tâm tâm sở sắc pháp mà nó chia nhóm, chia phe, chia phái, chia bè, chia cánh, rồi chia cho các hạng chúng sanh lớn nhỏ. Chỉ có năm uẩn mà duyên sanh của nó thì chúng ta biết là khi mà nó gặp được duyên rồi thì nó sanh là trùng trùng duyên khởi là như vậy đó. Nên là cái thấy cái nghe đó, chúng ta nhớ rằng là một điều khó nhất ở trên đời này. Người ta đi tìm một cái gì đó để hiểu, để ngồi thiền, để đạt được một cái điều gì đó. Nhưng mà cái là thực hiện giờ, người ta bỏ mất nó. Tức là cái thấy đang có mặt thì mình không biết gì về nó, không hiểu gì về nó. Cái nghe đang có mặt thì mình không hiểu, không biết gì về nó. Mà mình cứ đi tìm một cái gì đó trong tưởng, trong mơ thì làm sao mà thấy được pháp hơn. Không có sao bao giờ thấy được. Attanang tức là cái Atta là một cái danh từ lam tánh chỉ cho bản thân. Ở trong này thì đó là các căn đó, để mà cái nghĩa ở đây chúng ta phải hiểu. Và tiếp theo nữa là Khano Vô Ma Upek Chát Ga. Mưa lớn quá con nói hơi lớn nha. Chớ để giây phút nào của ngươi trôi qua. Khano tức là khá ná đó, là một cái danh từ lam tánh. Và trong cái câu kệ này chia theo chủ cách là chút nát, chốc lát, chốc lát, tức là ngắn ngủi. Vô hay là mát văn, nó là một cái đại từ. Ở cái câu kệ này thì nó chia theo sở thuộc cách số nhiều, chỉ cho các ngươi, các ngươi. Ma là một cái bất biến từ, là không. Nó cũng có nghĩa là không, được sử dụng trong cái câu khiến và cái thì quá khứ.
Và cái từ tiếp theo nữa là từ Upachaka, là Upa Ati. Căn của nó là căn gâm. Đây nó thuộc về động từ. Và thay động từ và chia theo quá khứ là đã thoát khỏi hay là đã trôi qua mất. Tiếp đầu ngữ Upa là gần. Okay. Tiếp đầu ngữ Ati là trội hay là vượt quá. Căn gâm tức là đi. Đi. Cái căn gâm của nó đó, nó ra cái động từ của nó là gách cho tí đó. Và câu kệ cuối cùng là Thana Pita Tito Chanti Nira Yam Thi Thana Pita. Cái từ Thana Pita đó là Thana cộng với Atita, là một cái nhóm từ nam tánh và chia theo chủ cách số nhiều, là những người để trôi qua cái thời khắc, tức là chúng ta không nhớ về khoảnh khắc hiện tại khi cái thấy cái nghe có mặt, mà chúng ta để trôi qua mất, không có nhận biết là cái thấy là một pháp khác, cái nghe là một pháp khác. Cái thấy diệt đi thì cái nghe mới sanh khởi. Khi cái nghe có mặt thì cái thấy không có mặt, cái tham không có mặt, cái sân không có mặt, cái tà kiến không có mặt, mà chỉ có cái nghe đang có mặt mà thôi. Đó là thế giới độc cư của chúng. Chúng chỉ sanh bởi khoảnh khắc do một cái duyên duy nhất đó diệt đi mất. Đó mới gọi là người có trí mà không có bỏ qua cái khoảnh khắc hiện tại. Tiếp theo là cái từ Thana, là cái danh từ nam tánh, là chốc nát hay là đơn vị thời gian rất nhỏ. Tiếp theo là cái từ Atita, Ati, cái căn của nó cộng với căn y cộng với tát, nó là quá khứ phân từ, nó cũng chỉ cho là quá khứ hay là đã đi qua, đã đi qua. Như vậy đã vô lượng kiếp chúng ta chỉ sống trong khái niệm và chúng ta bỏ qua cái thực tại mà lúc nào cũng có sanh khởi trong đời sống của chúng ta. Đó chính là những cái âm thanh đang nghe, cái ngửi khi nó có mặt, cái xúc chạm, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Chúng ta đã bỏ qua nó và không thực sự thẩm tra, nghiên cứu, suy xét và có chi kiến chánh trực về chúng. Mà chúng ta chỉ sống với khái niệm đây là đàn bà, đàn ông, người này, người kia, vân vân. Chúng ta đã bỏ qua cái dược pháp, bỏ qua thực tại. Đó, chúng ta bỏ qua đó. À, tức là quá khứ đó, đã đi qua. Thí là một cái trạng từ, thật vậy. Thật vậy. Và tiếp theo nữa là cái từ xanh tí. Căn của nó là căn xúc, cộng với á, cộng với tí. Đó là một cái động từ, ở đây chia theo thể hiện tại. Cách số 3, số nhiều, cách thứ 3 số nhiều là than vãn khổ sầu. Những người mà không sống được với hiện tại thì người đó than vãn khổ sầu về quá khứ mình đã như thế này như kia, hay là tương lai mình mơ mộng. Đó. Tiếp theo nữa là cái từ lý giá là một cái danh từ lam tánh. Ở đây chia theo định sở cách là vào địa ngục hay là trong địa ngục. Tiếp theo nữa là cái từ sammapitta. Căn của nó là căn áp, tiếp đầu ngữ của nó là sân cộng với ý táp. Đây chia theo quá khứ phân từ, nó thuộc về nam tánh và trong câu kệ này chia theo chủ cách số nhiều là chúng đã bị rơi vào, chúng đã đi đến. Tiếp đầu ngữ sân
cũng hoàn toàn hay là tự mình pháp là đi đến đạt được. Như vậy cái người nào mà bỏ qua hiện tại thì người đó trước sau thì cũng đi đến khổ sầu mà thôi. Đó là chúng ta cần phải nhớ cái điều đó. Bây giờ ngài dịch thể năm kệ là như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ bình. Sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn, khi rơi vào địa ngục. Chúng ta phải nhớ rằng tất cả mọi nỗi lầm, đau khổ nó sanh lên do không được thấy biết về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình. Khi mà chúng ta nghe, ngửi, nếm, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, câu kệ pháp cú này được Đức Thế Tôn viết khi ngài ngự tại Chetavana, đề cập đến một cái vị chư tăng khách và được nghe rằng trong cái nhóm tỳ kheo này các vị nhập hạ ở cái thành Bách Chân Tá vào cái tháng đầu thì được rất là được an vui. Thì bỗng đâu vào cái tháng giữa thì có một cái nhóm băng cướp tấn công vào cái thành đó. Và những cái dân chúng này thì bị chúng chấn lột. Từ đó thì cái dân này đó luôn, cái dân này luôn luôn canh phòng cái bọn cướp cẩn mật, nên là chúng không có cái cơ hội. Nên là những cái vị cư sĩ này không có cái cơ hội, không còn nhớ đến chư tăng để mà hộ độ chư tăng nữa, thường xuyên nữa. Thì trong suốt cái thời gian an cư còn lại đó thì các ngài không có được an vui vì gặp gì rất nhiều những cái trở ngại. Và sau khi mãn mùa an cư đó thì các vị mới đi về ý kiến Đức Thế Tôn. Và khi đảnh lễ ngài rồi thì chư đại đức tăng ngồi bên và Đức Thế Tôn mới nói lên cái pháp thoại này: chư tỳ kheo, suốt ba tháng hạ các ngươi có được ăn vui chăng? Thì các chư tỳ kheo mới bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, chúng con chỉ được an ổn trong tháng đầu, tháng giữa thì bị cướp bóc, dân cư thì phải lo dọn dẹp căn phòng, nên là không có thường xuyên ủng hộ như cơm nước vật thực thuốc men này kia, nên là chúng con rất là vất vả, rất là phải kham nhẫn. Thì chúng ta biết là chư đại đức tăng vào mùa nhập hạ đó thì mưa nữa mà lại gặp cái điều kiện như vậy, mà chúng ta biết là xứ sở Ấn Độ thời đó thì vô cùng nghèo. Bây giờ còn nghèo thì chúng ta biết này. Nên là chư tăng gặp rất nhiều những cái khó khăn. Này chư tỳ khu, các ngươi đừng có nghĩ khó tìm được cuộc sống an vui bền lâu. Tỳ khu hãy canh chừng thân tâm như canh phòng cái thành trì vậy.
Rồi Ngài thuyết lên cái kệ ngôn sau: các ngươi hãy cẩn mật giữ mình như người canh ải ở cái chấn biên thùy, phải thận trọng bên trong và bên ngoài, không nên bỏ qua cái cơ hội. Vì cái người bỏ lỡ cái cơ hội thì sẽ sầu muộn khi sanh vào đoạt xứ. Đó là cái bài kệ được Đức Thế Tôn viết. Và ở đây chú giải giải những cái câu pháp cú như sau. Cái câu là Samta Rát Ba Hí Ba Hí Răng, là như người đóng bích các cái cửa ải trong và ngoài, canh giữ nghiêm ngặt thế nào cũng vậy. Chư tỳ khu, hãy an trú chánh niệm, thúc niệm lục căn, cẩn mật sáu nội xứ, dứt bỏ sáu ngoại xứ. Đó là cẩn mật giữ mình. Khanovo ma upechaga là căn phòng thân tâm. Những cơ hội như khi có Đức Phật giáng sanh tại Trung Ấn Độ, có thân hình khỏe mạnh, có chánh kiến, chớ bỏ lỡ cơ hội, sẽ sầu buồn về sau. Khana Tita, người bỏ lỡ cơ hội sẽ sầu buồn khi sanh vào khổ cảnh. Và dứt thời pháp thì tất cả các chư tỳ khu ấy chứng quả vị A-la-hán. Và ở đây Ngài cẩn đề, Ngài nói lên cái cảm nghĩ của mình, tức là Ngài Pháp Minh. Kiết hạ an cư tận hoạt biên, khách tăng vì giặc sống không yên, nhân dân mãi bận xây thành lũy, thiện tính quên lo hưởng phước điền, ghi nhớ trong ngoài phòng lục tặc, biết mình sau trước dẹp chư duyên, tỳ khu cũng phải xây thành trí, mỗi sát la tâm chớ hợp phiền. Đó là toàn bộ bài kệ mà chúng con đọc đến chư tỳ khu và sư đọc đến tất cả quý vị. Kính bạch sư đại đức tăng, kính thưa quý vị, được gặp chánh pháp, được gặp Đức Phật ra đời, có được thân làm người, quả thật không có một cái kiếp sống nào nó phù diệu như vậy cả. Nhưng mà vô minh và tham ái, chúng luôn đẩy chúng ta ra khỏi cái chánh pháp, ra khỏi cái thực tại trong đời sống hàng ngày. Một là chúng ta đắm say trong các cái ngôn từ trong kinh điển, và chúng ta chỉ thích chia sẻ nó ra thật là nhiều. Hai là chúng ta đắm say trong các dục. Ba là chúng ta đắm say trong các danh lợi. Và bốn là chúng ta luôn luôn đi đến đâu, chúng ta cũng chỉ thích mình hiện hữu. Mình như thế này, mình sẽ hiện hữu với đối tượng này, như thế này, như thế kia. Hằng ngày chúng ta phải đóng giả biết bao nhiêu ngôi mặt nạ. Mỗi khi chúng ta gặp một cái cảnh sắc nào đó, một cái con người nào đó, chúng ta có để ý lại một cái mặt nạ ở trong tâm nó hiện lên trong ánh mắt, trong cái sự giao tiếp của chúng ta hay không? Bởi vì chúng ta cho cái cảnh sắc đó là con người này, con người kia. Và chúng ta cho rằng chúng ta
ta phải giấu đi những cái điều này, chúng ta phải thể hiện ta như thế này, như thế kia. Với cái đối tượng thị giác đó, với cái âm thanh đó, nhưng rồi chúng ta nhận được cái gì? Chúng ta này nhận về toàn là vô minh, toàn là tà kiến. Làm gì có cái nào là ta và của ta? Làm gì có cái con người này, con người kia? Chúng ta sợ người khác chê cười, chúng ta sợ người khác biết về thói hư tật xấu của mình, và tại sao chúng ta không hiểu được những cái điều đó chỉ là những cái bất thiện chúng thể hiện với nhân duyên của chúng. Cái điều tốt đẹp nhất trên đời này không có gì quý báu bằng là trí tuệ nhận ra được sự thật của cuộc đời. Chân lý thì không có làm khổ ai cả. Chân lý chưa từng làm khổ ai. Chỉ có cái ý niệm về ngã chúng mới làm khổ nhau mà thôi. Ở đây cũng vậy, không có con người nào, không có ai thuyết pháp. Chỉ có âm thanh, chỉ có suy nghĩ, chỉ có các diễn trình của tâm, tâm sở và sắc pháp. Ở đây đang có cái nghe sanh khởi, rồi diệt đi, rồi cái thấy sanh khởi, diệt đi, ngày nào cũng như ngày đó. Kiếp nào cũng như kiếp đó, ở trong địa ngục cũng vậy thôi. Ở trong địa ngục thì cái thấy cũng sanh và diệt. Ở cõi trời thì cái thấy cũng sanh và diệt. Và hàng ngày cái thấy sanh khởi suốt cả ngày, có ai hiểu về nó, có ai nhắc về nó, có ai thấy về nó là khổ đế, là duyên sanh, là nghiệp tạo hay không, là quả của nghiệp hay không? Như vậy Đức Phật thuyết pháp về 12 nhân duyên thì Đức Phật thuyết về cái gì? Chúng ta có cần phải ngồi để cái thấy sanh khởi không? Hay là cái thấy sanh khởi cần phải có đối tượng thị giác, cần phải có nhãn căn, cần phải có nhãn thức, cần phải có đủ duyên cho chúng sanh khởi thì chúng mới sanh khởi? Và nếu cái thấy sanh khởi mà không hiểu được cái thấy thì làm sao biết đâu là quả của nghiệp? Làm sao biết được nghiệp nằm ở đâu? Làm sao biết được phiền não sanh khởi như thế nào? Ngày nào chúng ta hiểu được cái thấy và sau đó chúng ta dính mắc vào cái thấy, chúng ta muốn được cái đối tượng thị giác đó, thì chúng ta sẽ hiểu được sau cái thấy là tiếp, là nghiệp, là phiền não mong ước được thấy, 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 thấy. Chính cái duyên này chúng sẽ tạo ra nghiệp thiện ác và ngũ uẩn chúng lại tiếp tục được tạo ra để thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, và không có sự chọn lựa nào được cả. Chỉ có thế giới của thấy, khi cái thấy sanh khởi
thì thế giới sanh khởi, khi cái thấy đoạn diệt thì thế giới đoạn diệt. Khi cái nghe sanh khởi thì thế giới của cái thấy không có sanh khởi. Thế giới của cái ngửi không có sanh khởi. Thế giới của cái nếm không có sanh khởi. Thế giới của cái xúc chạm không có sanh khởi. Mà chỉ có cái nghe đang sanh khởi và rồi diệt đi. Cái thấy không thể nào chọn được âm thanh, và âm thanh, cái nghe không thể nào chọn được âm thanh, và âm thanh không thể nào chọn được cái nghe. Âm thanh thì chúng là vô tri vô giác, chúng in dấu vào nhĩ căn. Về cái nhĩ căn này là một cái sắc rất là đặc biệt do nghiệp tạo, nên là cái âm thanh này mới in dấu vào được. Như vậy cái nhĩ căn của loài người, cái nhĩ căn này nó được nghiệp tạo tốt đẹp thì nó sẽ được nghe những cái dòng pháp tốt đẹp. Còn nếu nó không được thì nó phải nghe những điều bất thiện. Do vậy chúng sanh không thể nào muốn giác ngộ là giác ngộ được, mà tất cả nó đều phải tùy thuận vào duyên lành mà thôi. Người nào mà không nghe đủ diệu pháp, người đó không bao giờ thấy được lý tứ thánh đế, mặc dầu chúng đang có mặt ở đây. Người nào làm hay hành động bất cứ một cái gì thì đó cũng là pháp do duyên, nhưng mậNó thuộc về pháp lậu, pháp tà, cũng do duyên sanh khởi. Quá khứ làm sao mà chúng ta tìm được? Tương lai nó chưa sanh khởi, ngay như sắc la sau thôi. Chúng ta có biết chúng cái gì sanh khởi được không? Vậy thì chúng ta ngồi để tìm giác ngộ thì làm sao mà giác ngộ được? Giác ngộ chỉ là hiểu cái gì là thực hiện giờ mà thôi. Như vậy hiện giờ cái gì là thực? Chắc chắn là phải có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Không có cái thế giới của nghe thì phải thế giới của thấy mới sanh khởi. Không có thế giới của thấy thì phải có thế giới của xúc chạm hay suy nghĩ sanh khởi. Thực tại luôn luôn có mặt. Vì chỉ có thực tại này diệt đi, thực tại khác sanh khởi. Khi nào mà chúng ta hiểu rõ về nhãn căn, thì chúng ta cũng hiểu rõ về nhĩ căn. Nó chỉ là những cái sắc khác nhau, nên là nó cái tâm khác, nó kinh nghiệm. Cái thấy muôn đời chưa bao giờ gặp cái nghe. Cái nghe muôn đời chưa bao giờ gặp cái thấy. Vì thế giới của chúng chỉ có sanh diệt độc cư với chúng, và không có thế giới nào có thể xen vào đó được. Khi chúng xuất hiện và chúng biến mất liền. Như vậy chỉ có thấy, nghe, ngửi, xúc và những cái màu, mùi vị cứng, mềm, nóng, lạnh, chỉ có 7 cái sắc trong đời sống hàng ngày với 5 cái sắc thần mà chúng ta còn chưa hiểu về nó. Nó sanh khởi cả đời như vậy. Chúng ta học hết cái tạng vi diệu pháp, nhưng mà trong đời sống hàng ngày chúng ta có thật sự hiểu nó không?
Nhớ không lầm, trong tương ưng hay trong chân tri, Đức Phật nói tứ đài đó là một loài dạ xoa, được ví như một loài dạ xoa. Và chúng ta tưởng tượng thử coi cái đối tượng thị giác đó là muôn trùng. Nhưng mà con mắt nó chỉ có một, nhưng mà nó là cái biển, không bao giờ đủ sắc màu cho chúng, vì chúng in dấu và biến mất chứ chúng không có chứa đầy. Và con mắt là giống không, sắc màu cũng là giống không, cái tâm nhãn thức cũng là giống không. Như vậy thì nó đã đủ cho lời Đức Phật dạy là khổ đế chưa? Chúng ta tìm khổ đế ở đâu? Chỉ sanh ra và chúng ta có làm bao nhiêu việc phước báo đi chăng nữa thì cũng mang cái thân tứ đại hôi thối bẩn thỉu, và các cái căn môn này cũng chỉ kinh nghiệm những cái màu, cái mùi, cái vị, cái cứng mềm của tại vô chi vô giác này, và dựng chúng lên thành những cái câu chuyện mơ hồ hoang đường, và ôm ấp những cái tư tưởng, những cái tà kiến lợt lạc. Giáo pháp này khó nghe không? Khó nghe, nhưng mà dễ nghe với người trí lắm. Người thiểu trí thì nghe không lỗi. Kiếp sau là gì? Kiếp sau lửa là gì? Kiếp sau lửa, lửa là gì? Cũng chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là đếm, là xúc, là chạm, là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh, là thọ khổ, là thọ tu, là thọ lạc, là thọ hỷ. Chứ không có con người nào ở đây cả. Chúng ta không hiểu biết về các pháp, liệu rằng chúng ta có biết cách phòng hộ các căn hay không? Chúng ta ngồi nhắm mắt lại là phòng hộ các căn ư? Không. Ngồi trong đó là tưởng tượng, là mơ mộng, là suy nghĩ, chứ không phải là chánh niệm tỉnh giác, không phải là chi kiến chánh trực. Chỉ khi nào các căn tiếp xúc với các trần, các thức sanh khởi, mới biết người nào là bậc chí hiền. Ta có để cho tham sanh khởi một cách tự nhiên hay không? Nó sanh khởi tự nhiên đó. Nó sanh khởi do duyên của nó đó. Nhưng mà thái độ của chúng ta như thế nào với nó? Sân nó sanh khởi tự nhiên đó. Bạn có thật sự có đầy đủ kham nhẫn để mà thật sự thấy rõ, hiểu rõ được sân hay không mới là điều quan trọng, chứ không phải là bạn sợ người ta chê mình tu tập còn sân hận, bực bội, còn khó chịu. Mà dầu bạn có làm như vậy thì sân nó vẫn sân khởi, chứ không phải là nó được diệt trừ. Nhưng mà khi chúng ta hiểu đối tượng thị giác không là cái gì ngoài cái màu của tứ đại tan vỡ và nó biến hoại ngay tại đó rồi,
cái thấy này đã vô thường rồi. Vậy cái thấy nó thấy đối tượng thì giác, nó không phải là tôi thấy, không phải là ai thấy, mà không ai làm cho cái thấy sanh khởi được cả. Dầu là Đức Phật hay các vị A-la-hán, dầu muôn ngàn Đức Thế Tôn cũng không làm, không thể chọn được được cái thấy và đối tượng thị giác. Nên là Ngài hiểu, Ngài đã dạy chúng ta các pháp là vô ngã do duyên, nhưng mà chúng ta thì luôn luôn là hiểu pháp bằng cái ý niệm về ngã, thì làm sao mà hiểu được lời Đức Phật dạy. Chúng ta hiểu và chúng ta biết tại sao mà cái sân nó không thể sanh khởi với cái thấy được, vì cái thấy là quả của nghiệp. Như vậy thì từ đây chúng ta mới thấy được là đối tượng thị giác và con mắt, hai cái này làm duyên cho cái thấy sanh khởi rất là rõ ràng. Như vậy nó phải có nghiệp quá khứ và có cảnh sắc thì tâm nhãn thức mới sanh khởi. Mà khi có ba cái này thì phải có xúc sanh khởi. Từ đây xúc nó sanh khởi. Nếu mà xúc nó sanh khởi, không sanh khởi thì không có thọ. Nếu mà không có thọ thì có sân được không? Chắc chắn là không bao giờ có sân được. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng cái này có mặt nên cái kia có mặt, cái này không có mặt thì cái kia không có mặt. Cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm trong đời sống hàng ngày nó vô cùng quan trọng đối với cái người trí tuệ, đối với người con của Đức Phật. Nhưng mà ai ai cũng bỏ qua nó hết. Nhưng mà thực sự là vậy, vô minh nó không cho chúng ta tiếp cận được với thực tại đâu. Cực kỳ khó khăn. Nói một chút đó, nó sanh khởi một chút nó lại che mất rồi. Như vậy để cho chúng ta thấy hằng ngày mà chúng ta không có nghe diệu pháp một cách chân chánh thường xuyên thì vô minh nó lại phả lấp đi hết. Mặc dầu cái nhân của nó còn ở đó, nhưng mà nó không hiện khởi. Do vậy người ta cứ đi tìm mọi cách, mọi cái phương pháp, mọi cái sự thực hành. Nhưng mà ai tìm thấy chúng? Ai tìm thấy giác ngộ ngoài cái hiểu biết khi pháp có mặt? Chỉ có mỗi một pháp nó đang có mặt và rồi diệt đi, rồi đại một pháp có mặt rồi nó diệt đi, gọi là on và off, không và có rồi lại không. Nó chỉ một pháp, một sát đa ngắn ngủi vô thường như vậy mà chúng ta đòi đi tìm một cái phương pháp để thực hành, để tìm ra cái đạo lộ giải thoát, thì có phải là chúng ta sống trong mộng, trong mơ, chứ không phải là nghe lời Đức Phật dạy. Như vậy thì cái mà hiểu biết đúng thì chúng ta nghe diệu pháp đúng thì lâu lâu mới có một khoảnh khắc hiểu, và rồi lại những cái khoảnh khắc vô minh, khoảnh khắc tham, khoảnh khắc sân, hay là khoảnh khắc suy nghĩ, hay là khoảnh khắc có chánh niệm nhưng không có trí tuệ. Đó là chuyện hết sức tự nhiên trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà chúng ta sẽ không bị tà kiến giam nhốt nữa. Chúng ta có một đời sống vô cùng nhẹ nhàng. Và chúng ta hiểu cái thực sự ở đây, dầu là bất cứ thực tại nào nó sanh khởi thì nó đều là đối tượng của hiểu biết cả. Còn nếu nó đã diệt đi rồi thì không bao giờ nó sanh trở lại nữa. Vậy không nên tìm kiếm, không nên mơ mộng,
không nên có những cái tư tưởng nào về đó cả. Và chắc chắn một điều, người trí sẽ hiểu, rồi lại có cái thấy xuất hiện, rồi lại có cái nghe xuất hiện, rồi lại có đối tượng thị giác xuất hiện, rồi lại có âm thanh xuất hiện, rồi lại có tham xuất hiện, rồi lại có sân xuất hiện, rồi lại có si mê xuất hiện. Tất cả những cái thứ này đều có thể làm cho đối tượng trí tuệ sanh khởi được, vì chúng là thực tại, vì chúng là pháp có thật trong đời sống hàng ngày. Khi mà chúng ta hiểu pháp á, thì cái chuyện phòng hộ các căn chúng ta không cần nói, thì tự động pháp dần dần cũng phòng hộ các căn của chúng ta, đúng không? Có phải là Đức Phật dạy cái người nào mà nghe nhiều pháp, mến pháp, suy tư pháp thì pháp sẽ nâng đỡ người đó không? Chúng ta đi đến đâu hay ở thế giới nào, vào cái hội chúng nào, chúng ta luôn quên mất cái thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng, quên mất đây là đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh, mà không phải là ông sư, không phải là ông này, ông kia. Nhưng mà chúng ta thường nhớ rằng, à, cái vị này lớn này, ta phải như này, này, cái vị này nhỏ, ta phải như này. Mà ta quên mất cái thiện pháp ở nơi tâm của mình, ta quên mất cái chánh chi kiến này, ta quên mất đấy. Cái vị trí tuệ nó nằm ở trong tâm của ta này. Ta đến đó, phải không? Đâu chúng ta thử tìm xem cái thế giới này còn cái gì nữa không? Thiền định là gì? Thiền định không phải là những cái phẩm chất của xúc thọ tưởng tư định mặc quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần nghĩ dục vô tàm à tàm quý vô tham vô sân thành xã tình thân tịnh tâm. Khi một tâm thiện nó sanh khởi, liệu nó có đủ ở đó không, hay là nó tách rời ra được không? Chánh niệm luôn luôn đi chung với 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Nhưng mà trí tuệ thì không. Trí tuệ bắt buộc phải đi chung với 19 sở hữu. Chánh niệm thì luôn luôn đi chung với sở hữu 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Nhưng mà chưa chắc mà có trí tuệ. Mà nếu có trí tuệ ở đó, những người không được nghe những cái thực tại trong đời sống hàng ngày, thì những cái trí tuệ đó cũng chỉ hướng về những khái niệm, những cái việc phước mà thôi. Và chúng ta thấy con đường chánh đạo là vô cùng khó. Và người ta chỉ muốn mau làm sao mà thực hành cái gì đó cho thật mau để giác ngộ. Nhưng mà có ai
làm được cái việc đó không? Hay là chỉ có pháp với đầy đủ nhân duyên của chúng? Ai có thể làm được? Ai có thể làm được? Trí tuệ nó sanh khởi. Đức Phật có biểu chúng ta tạo ra được trí tuệ được không? Đức Phật có tạo ra trí tuệ cho ai đó được không? Không, Đức Phật chỉ giảng cái pháp do nhân duyên đó mà trí tuệ nó sanh khởi. Nó lâu hay mau là tùy theo cái sự lắng nghe, tùy theo cái duyên mà nó gặp. Chứ không có ai có cái tư cách nào để mà chọn được chánh niệm, chọn được đối tượng thiện giác, chọn được trí tuệ. Không có chuyện đó đâu. Đó là chuyện hoang đường. Nó lâu mau hay không, nó tùy thuộc vào ba la mật, tùy thuộc vào nhân duyên. Mà dầu là có hàng ngàn, hàng triệu Đức Thế Tôn đứng ở trước mặt chúng ta, thì cái là thật, cái mà chúng ta thấy là thật, là Đức Phật hay là chỉ là đối tượng thị giác? Đó là phòng hộ các căn đó. Khi nào mà chúng ta thấy đối tượng thiện giác chỉ là được thiện giác, hoặc là vừa đủ rồi, vô lượng kiếp sầu bi khổ u ai với những cái màu sắc tan hoang này, vừa đủ rồi, nó có phải là khổ đế không? Chúng ta tưởng chúng ta tham ái về cái gì ấy, chúng ta nên nhớ rằng bây giờ chúng ta mù cái con mắt đi thì chúng ta mới biết được rằng tham ái đối với đối tượng thị giác nó lớn mạnh đến mức độ như thế nào. Tại sao Đức Phật dạy cho chúng ta phải phòng hộ các căn như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ? Mà muốn phòng hộ được á, thì chúng ta phải hiểu tất cả mọi thứ chỉ là cái thấy, chỉ là thấy đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác không phải là đàn ông, đàn bà hay là bất cứ một cái thứ gì trên đời, mà chúng chỉ là đối tượng thị giác. Chúng chỉ là một loại pháp vô tri, vô giác. Bất cứ đối tượng thị giác nào, từ quá khứ, hiện tại, vị lai, như vậy thì chúng ta sẽ không mơ mộng ngày mai sẽ được gặp cái này, cái kia. Chúng ta không có đi tìm cầu cái điều đó. Nhưng mà đối tượng thị giác, chúng ta hiểu nó thì ở đâu nó cũng có mặt. Mở mắt ra là có mặt, mở mắt ra là có nó rồi. Không cần phải đi tìm. Mà có tìm thì cũng có đối tượng thị giác, cũng là đối tượng thị giác. Nhưng mà đối tượng thị giác là như vậy đó. Khi nào chúng ta hiểu đó thì chúng ta mới thấy ồ, thế giới này không có con người, không có ai. Thế giới này thật là hữu vi duyên sanh. Khi cái thấy sanh khởi thì thế giới sanh khởi. Cái thấy diệt đi thì thế giới diệt đi. Khi cái nghe sanh khởi thì thế giới sanh khởi. Khi cái nghe diệt đi thì thế giới diệt đi. Khi cái suy nghĩ sanh khởi thì thế giới sanh khởi. Và khi suy nghĩ diệt đi thì thế giới diệt đi tại đó. Quý vị nghe chúng tôi thuyết pháp lạ lắm không? Nhiều người rất là chê bai đúng không? Nhưng mà xin thưa với quý vị, kinh điển giáo pháp của Đức Phật
với sự tinh tấn chúng tôi học, giấu mình để học cả đêm cả ngày. Bây giờ quý vị chỉ 12 nhân duyên hay tất cả mọi thứ, các căn mô này kia, nó nằm trong lòng vậy đó. Nhưng mà cái đó nó chưa sử dụng được đâu. Khi nào mà chúng ta thấy ra được cái này thì chúng ta sẽ hiểu cái này, cái này, cái này. Thực tại trong đời sống hàng ngày chúng ta không triệt để hiểu về nó thì không bao giờ chúng ta hiểu được nhân duyên của các pháp, và không thể nào ra khỏi sanh tử luân hồi được. Và chúng ta mới thấy được thế giới hữu vi thật là tẻ nhạt, thật là nhàm chán. Kêu cái âm thanh nó là vợ, kêu cái âm thanh nó là chồng. Con người còn hiểu ra được khái niệm và trí tuệ thì nó còn tốt đẹp. Còn đằng này